nhiều vẹt chưa nhím ơi? Bao nhiêu cái con vẹt này? Vẹt còn đội mũ nhá, đeo kính nhá. Vẹt màu xanh này, vẹt màu vàng này. Ở đây cũng có một con vẹt màu xanh lá cây này nhím ơi. Vẹt ơi, con vẹt đang ăn cái gì à? Vẹt ơi, qua lại đây vẹt ơi. Ôi, con vẹt này là em Cam. Em Cam đi đâu mà lại vào đây thế? Em đi công viên nước. À, em đi công viên nước á? Công viên nước ở đây à? Ờ, hình như ở trên kia các ơi, tớ thấy có cái máng trượt kìa. Ui, thế á? Thế thì đi vào trong công viên nước này đi. Ôi nhím ơi, tớ nhìn thấy có một con cá mập này trông đáng yêu chưa? Đằng kia hình như là công viên nước của em Cam ở kia kìa. Nhảy qua đây nào. Em Cam đang cao quá, đang nhảy cậu ơi. Đi nào Cam ơi, nhanh lên. Ở đây có nhiều trò chơi hay lắm. Let's go. Đây này, cầu trượt nước đây này. Em Cam vừa lấy đòi đi cầu trượt nước đây này. Đây cái này, đây cái này. Trượt xuống bên này. Trượt xuống đây. Nè, 1, 2, 3, trượt đi. Đi xuống đó, trượt xuống đây. Ôi trời, Cam. Cam ơi, ra chị đố em Cam biết con này là con gì? Em Cam có biết không? Cá mập. Đây là con cá mập á, sai rồi. Đây là con khủng long đấy. Em phải kỳ cho khủng long đi. Massage cho khủng long. Thì khủng long không biết nữa đâu. Khủng long ơi, cho tớ xin miếng thịt nhé. Khủng long ơi, cho tớ xin miếng thịt nhé. Bạn khủng long này không ăn được đâu. Bạn nhím, bạn Cam ơi, hai bạn đi đâu thế? Chúng tớ đang đi ra dòng sông lười. Nhanh chân lên cậu ơi, không muộn giờ đây. Ui chờ tớ với, chờ tớ với. Tớ và Cam phải vác cái phao bê bùng đây này, không thể nào đi nhanh được. Đã đến dòng sông chưa? Sao đi mãi vẫn chưa đến thế? Đây này, ở đây có rất nhiều phao nha. Muốn đi dòng sông người thì chúng mình phải lấy phao. Tớ có một cái phao rồi, còn cậu với cả em Cam đi kiếm phao đi. Đúng là dòng sông lời cháu khác. Mình phải nằm kiểu này em Cam nhờ. Thôi ra ơi, thổ dân đây ra thôi. Mấy bạn thổ dân trong bộ ít cá nhiều chứ này em Cam ơi. Wow, bạn ấy đang chào thuyền đấy. Ở đây là bạn nữ này. Ồ, hai bạn ấy còn thổi ra nước luôn. Bây giờ nhá, bọn mình sẽ nằm ở trên cái phao này xong là bơi xung quanh đấy nhá. Ok, đi thôi. Em ơi, tôi phát hiện ra có một cái cầu trượt siêu to khổng lồ này. Lên đây đặt lên. Wow, cầu trượt đấy to thế cả. Em ơi, em có dám trượt cái cầu trượt siêu to khổng lồ này không? Ôi, không dám à. Chơi trò này có thích không cậu ơi? Trò này chơi thích cực luôn, cậu lên mà chơi thử. Thế thì để tớ thử lên nhá. Ôi cái vòi phụt nước này cậu ơi. Ôi nước nhiều quá. Ra chưa đây? 1, 2, 3. Đây, có cái này. Nè, chưa xuống đi. Yếu.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97
rùa đâu. Đây này, lại đây tôi chỉ cho. À, đây rồi cậu ơi. Wow, ở đây có một con rùa phun nước này. Đấy, nhìn này, tôi bị vòi cũng cho bạn rùa phun thế này. Ui, ra cái súng gì này? Súng này hay chưa? Súng phun nước này. Chạy đi qua ở đây thôi. À. Em đang có dẫn đi qua đấy không? Cam ơi, ra đây anh dẫn đi nào. Tèn nào. Em Cam ơi. Em Cam bám chắc vào nhá, không hẳn là phao đấy. Em Cam nhẹ quá nên là quay hết cả lên rồi. Vừa này có thích không Cam ơi? Thích quá đúng không? Đấy. Em Cam ơi, chị đi đi. Cam rồi, chị Trang đi với Cam kìa. Ui, đằng sau em Cam này, có một ông thổ dân trông mặt đáng sợ chưa? Wow, ở đây tớ còn nhìn thấy tao như cả cái cột này gì này. À, đây là cột của ông thổ dân đấy. Ô, em Cam với cả bạn nhìn thấy đâu mất rồi. Sao không thấy ở trên phao nữa nhỉ? Ô, đâu? À, có phải em Cam bị tụt xuống dưới đấy à? Tớ cứ tưởng là cậu với cả em Cam trốn cơ. Tớ trốn mà. Em với Cam ơi, tớ còn phát hiện ra có bạn nào đây này, có mái tóc dài chưa cậu ơi? Bạn này là bạn nào? Bạn nào ấy nhỉ? Bạn này trông như là một bạn người da đỏ ấy cậu ơi. Hình như bạn này trong bộ phim hoạt hình gì tớ quên mất rồi, có cả bạn chim cánh cụt này. Đấy mà không phải giới thiệu. Chim cánh cụt này là Madagascar. Có phải không? Tớ không biết. Ui, đằng sau tớ nhìn thấy có cái gì kìa. Đâu có cái gì, tớ chả nhìn thấy gì cả. Ôi, đâu. À, đấy em Cam còn nhìn thấy mà cậu lại không nhìn thấy. Ồ, đây là những cái súng phun nước đấy. Đây này, có con rùa với cả con đây đâu phải con chim cánh cụt, đây là con vịt và con chim. Quan kia em Cam, tha thôi. Ai vừa bắn mình như nhỉ? Thế mà cứ tưởng ai bắn mình nhỉ? Một mặt xuống Cam ơi. Một, hai, ba. Cam có định tính à? Cam có định tính trước à? Này, ôi sắp tới, còn rất nhiều nữa kìa. Wow, có cả chiếc dép có thể phun được nước kìa. Em Cam ơi, sắp sửa đến chỗ phun nước tiếp theo rồi. Còn không. Vẫn còn. Vẫn còn một chiếc dép đang phun nước nữa cậu ơi. Dạ. Em Cam ơi, em Cam ổn chứ? Cam vẫn ổn. Chiếc dép phun nước mạnh quá cậu ơi. Em Cam còn dám chơi trò này nữa không? Em Cam sợ chưa? Hay thôi chơi trò khác. Chơi tiếp không em Cam? Nhìn mặt em Cam kìa. Nhím ơi, cậu biết đây là cây tre gì không? Cây tre gì? Cây tre ma thuật đấy, cứ đứng vào là nó sẽ tưới nước vào người đấy. Đấy. Đấy, cậu nhìn thấy chưa? Ôi. Ui. Em Cam ơi. Con ấy là con gì Cam biết không? Con người sang bên này. Con có bắn nước vào mặt đâu. Con cá gì ấy nhỉ? Có bạn nào biết không? Con cá rô phi. Oh no, em Cam. Đúng rồi, đây là một con cá sấu, em trả lời rất đúng. Em Cam siêu quá. Cam ơi, bây giờ chúng mình đi sang bể bơi khác đi. Let's go. Cam ơi, vào đây nhìn nào. Cam ơi, vào đây. Đi nhìn lên. Đây là xung quanh ở đây, có bao nhiêu cái tường này này. Nước ở đâu ra nhỉ? Ui, nước ở đâu ra đây? Đây này, từ những cái con này này Cam ơi. Ui, đây là cái tòi phun nước đấy. Đây là những cái tượng phun nước đấy. Đây là bể gì đấy? Đây là bể nước phun người đấy. Thế? Ui, ấm thật đấy cậu ơi. Ấm chưa? Đấy, cái này có phải ấm không? Em Cam tắm bể này có thích không? Đó, bể này ấm nha. Trong bể này có vỏ, có cả cái gì sụp sụp kia kìa. Ồ, mình ngồi vào cái sụp sụp đấy nha. Cái đấy là massage người đúng không?
Ồ, massage. Đúng rồi. Ôi, không quá nhím miệng sao này em Cam ơi. Thôi, bụng của anh đang sôi lên rồi Cam ơi. Ui ôi, kêu anh ơi, bụng anh sôi lên rồi. Đây, để tớ thử ngồi nhá. Xem đây có phải, xem cái này nó có thích như ghế massage không nhá cô ơi. À, chị Trang ngồi lên rồi kìa. Như là cái ghế đấm lưng ấy cô ơi. Ờ, nước đập vào lưng ấy, thích lắm. Cam ơi, lên đây. Cam lên ngồi với chị Trang đi Cam ơi.